Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Ca sĩ Thái Châu, tên thật là Trương Chiêu Thông, sinh năm 1951, là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc miền Nam trước 1975. Sở hữu giọng hát ngọt ngào phù hợp với các bài ca trữ tình nhẹ nhàng. Năm 1966, khi mới 15 tuổi, Thái Châu theo gánh hát cải lương của mẹ là nghệ sĩ Kim Liên, cùng thời với các nghệ sĩ Kim Trưởng, Thanh Tao, Thúy Nga, Úc Trà Ôn đi lưu diễn khắp nơi. Cha của Thái Châu là phó giám đốc của đoàn cải lương Kim Trung danh tiếng, cả nhà hầu như đều sống với sân khấu cải lương. Vì vậy, ai cũng đều nghĩ rằng Thái Châu sẽ tiếp bước cha mẹ để theo con đường cổ nhạc, thế nhưng ông lại bị mê đắm bởi những tình khúc tân nhạc. Thời đó, danh ca Hùng Cường có thời gian đầu quân cho đoàn Kim Trung, là đồng nghiệp thân thiết với nghệ sĩ Kim Liên nên Thái Châu gọi Hùng Cường là cậu. Ông kể lại trên một tờ báo: "Tôi mê giọng ca của cậu Hùng Cường, lúc đó ông là một ngôi sao, vừa ca được tân nhạc, ông còn đóng phim, diễn kịch, hát cải lương. Tôi không dám thổ lộ với ba mẹ ước mơ làm ca sĩ, nhưng nuôi trong lòng niềm tin là mình sẽ đi hát tân nhạc. Mùa hè năm 1966, tôi ra Vũng Tàu, ban ngày phụ giúp ba mẹ một vài công việc của đoàn hát, ban đêm tôi tìm đến quán cà phê nhạc nơi có nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa thổi sáo và Trần Xuân Ngã violon làm việc để nghe các ca sĩ biểu diễn. Ở quán này có giờ dành cho khán giả lên hát như phong trào hát với nhau ngày nay. Tôi đăng ký lên hát, đêm đó có ba mẹ tôi đi xem và tôi đã hát ca khúc lần đầu cũng như lần cuối mà cậu Hùng Cường thường hát. Không ngờ đêm đó hai nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa và Trần Xuân Ngã đã chính thức đề nghị tôi tham gia biểu diễn tại quán cà phê của hai anh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn nghệ, danh ca Thái Châu bộc lộ năng khiếu ngay từ nhỏ. Ông trở thành nghệ sĩ nổi tiếng được khán giả yêu thương. Thế nhưng ít ai biết danh ca Thái Châu từng rất sợ sân khấu và thiếu bình tĩnh khi phải đứng nói trước đám đông. Ông kể cú sốc đầu đời của mình: "Tôi bước lên sân khấu lần đầu tiên vào cuối thập niên 1960. Trước khi vào tuồng chính, tôi được sắp xếp hát tân nhạc mở màn. Khi được giới thiệu, chân tôi run lên và không đi được. Lúc đó, thầy tôi mới đạp cho tôi một cái, tôi mới bước được ra sân khấu. Nhưng tôi cứ lắp bắp, nói không được trọn vẹn. Đối với tôi, hát thì dễ, nhưng đứng nói chuyện, giao lưu với khán giả rất khó." Bên cạnh những câu chuyện chưa kể về hành trình hoạt động âm nhạc của mình, khán giả thưởng thức những bản nhạc tình qua giọng ca mùi mặn của danh ca Thái Châu. Đến năm 1969, Thái Châu vừa đi học vừa đi hát tại phòng trà khách sạn đệ nhất của ca sĩ Mai Lệ Huyền phụ trách. Một lần nghệ sĩ Trần Văn Trạch đến nghe hát thấy được tiềm năng của giọng ca trẻ mới 18 tuổi nên giới thiệu Thái Châu về ban nhạc Sốt Gun của nhạc sĩ Ngọc Chánh. Khi mới gia nhập ban Sốt Gun, một nam ca sĩ trẻ mới toanh như Thái Châu khó có thể cạnh tranh lại được với những ngôi sao tên tuổi nên chỉ được hát lót hoặc lúc sau cùng của đêm nhạc. Nhờ chăm chỉ tập luyện, một thời gian sau Thái Châu cũng khẳng định được tên tuổi với giọng ca ngọt ngào, không trùng lập với các nam danh ca thế hệ trước, với những ca khúc dành riêng cho mình như bài Thánh Ca Buồn, Tình Như Mây Khói, Linh Hồn Tượng Đá. Sau năm 1970, Thái Châu ở lại Việt Nam tham gia trong đoàn Kim Cương cùng với các ca sĩ Thanh Phong, Phương Đại, Thanh Tuyền, Họa Mi, Phương Hồng Quế. Thời gian này, ông chủ yếu hát nhạc cách mạng và những bài ca vọng cổ. Sang năm 1991, Thái Châu được mẹ bảo lãnh sang Canada định cư, cuộc đời ca hát lại rẽ sang một trang mới, được hát trở lại những ca khúc sở trường trước năm 1975 của mình và được tham gia nhiều trong các chương trình thu âm thu hình tại hải ngoại. Thái Châu nói, ở đâu thì mình cũng là một ca sĩ, hát phục vụ cộng đồng bằng những ca khúc về tình yêu. Những năm gần đây, Thái Châu thường xuyên trở về nước tham gia các chương trình trò chơi âm nhạc với vai trò giám khảo. Ông cũng tham gia nhiều đêm nhạc lớn nhỏ trong và ngoài nước khác nhau. Thái Châu được xem là nam ca sĩ đẹp trai và lịch lãm nhất của làng nhạc vàng. Trong một bài phỏng vấn, ông nói đùa rằng là ca sĩ đẹp trai cũng lắm gian truân vì có rất nhiều người ái mộ, đặc biệt là fan nữ. Vì vậy, ông luôn giữ đúng chừng mực để vợ có thể được an tâm. Thái Châu có một cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt hơn 20 năm qua với một phụ nữ tên Vân kém hơn gần 10 tuổi. Dài năm qua, Thái Châu thường xuyên về Việt Nam hoạt động văn nghệ và mỗi lần nam ca sĩ xuất hiện sau hậu trường, đồng nghiệp đều thấy hình ảnh ông được vợ tận tình chăm sóc đến từng nếp áo. Gắn bó với nhau đã nhiều năm, Thái Châu khẳng định tình cảm của vợ chồng vẫn như ngày đầu, đặc biệt mỗi khi đi lưu diễn, ông luôn có vợ bên cạnh với suy nghĩ rằng nếu khán giả nhìn thấy những cặp đôi nghệ sĩ hạnh phúc thì họ sẽ trân trọng hơn. Được biết, vợ của Thái Châu không phải là nghệ sĩ nhưng am hiểu về môi trường giải trí và thường xuyên có mặt ở hậu trường các buổi biểu diễn để hỗ trợ chồng những việc cần thiết. Thái Châu còn cho biết chính sự quan tâm, chăm sóc tận tình của vợ và bạn thân ông thấy yêu đời hơn.
Bà xã yêu thương và chăm sóc tôi tận tình, dù đã chung sống nhiều năm nhưng tình cảm giữa chúng tôi không có gì thay đổi. Vợ là người hiểu tính tình của tôi nhất, cô ấy luôn để tôi được tự do làm điều mình thích mà không phải tuân theo quy định nào. Vợ cũng là người giúp tôi chỉnh trang, giữ da và giữ giọng mỗi khi đi diễn để sự xuất hiện của tôi trước công chúng phải thật chỉnh chu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.